Trung Thu cũng là dịp để chúng ta nhận được những món quà từ ông bà cha mẹ của mình. Nhưng Trung Thu tại Bệnh viện Tân Triều thì rất là đặc biệt, bởi vì các em đón Trung Thu cùng với các bác sĩ, đón Trung Thu cùng với các bạn cùng phòng của mình. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, sự hiện diện của nam ca sĩ Đào Minh Hưng, của anh Andre, cũng như của tất cả các cô chú anh chị nghệ sĩ có mặt tại đây, đó chính là mang đến cho các con một Trung Thu yêu thương, đúng không ạ? Và bây giờ, quý vị ơi, những khoảnh khắc mà chúng ta rất mong đợi trong buổi chiều ngày hôm nay, hãy cùng với Tuấn Ngọc chào đón lên sân khấu nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào tất cả quý vị, các y bác sĩ, các phụ huynh, các nhà mạnh thường quân, đặc biệt là các bệnh nhân. Xin gửi lời chào trân trọng, là chúc sức khỏe tuyệt vời nhất, bình an nhất đến mọi người. Mỗi năm thì Hưng vẫn đón Trung Thu ở tại Sài Gòn cùng với các bé, cùng các bệnh viện ở Sài Gòn, như năm nay vô cùng đặc biệt. Hưng phải cảm ơn Andre, cảm ơn Tú Anh, cảm ơn những người bạn, các nhà mạnh thường quân đã cho Hưng cái cơ hội này đúng nghĩa nhất, đã cho Hưng cái cơ hội được đứng trước giữa lòng Hà Nội và trước rất nhiều những khán giả, những bệnh nhân và các y bác sĩ ở tại đây. Cái Andre nói là Hưng đến đây để cho mọi người được vui, được hạnh phúc. Hưng nhận lời ngay là tức liền, không có hỏi thêm một cái gì nữa cả. Hưng vừa nghe được nhiều cái điều tích cực và tín hiệu vô cùng tuyệt vời từ bệnh viện, từ bác sĩ, cho mình biết là nơi đây là nơi đã cứu được, chữa được rất là nhiều mạng sống của con người bằng phương pháp kỹ thuật và máy móc hiện đại nhất. Và Hưng cũng vừa đi thăm một cái phòng có 6-7 bé đang phải truyền nước và không có đủ sức đứng dậy để ngồi lên đây được, cũng rất là thương. Hưng cũng có con, có Hưng mà ho một cái Hưng cũng đã tại cũng chạy đâu chạy đáo làm cách kiểu khùng điên lên rồi. Bởi vì là thấy cái con mà nhìn thấy nặng nề như vậy, nó đau như vậy, nó còn mình biết là trong lòng bố mẹ còn nhiều sóng gió và nhiều cái nỗi buồn kinh khủng thế nào nữa. Cho nên là Hưng bất kỳ lúc nào bệnh viện cần, Andre cần, tôi anh cần, Hưng sẽ có mặt chứ không đợi Trung Thu nha. Không cần dịp trong dịp nào cả, lúc nào cần Hưng sẽ có mặt ngay nha. Ngay sau đây tôi nghĩ chắc là cái những bài hát của Hưng chắc là những món quà nó gần nhất và thân thiết nhất để mọi người vui. Ca khúc đầu tiên Hưng xin chọn bài Con Yêu trước nhé. Cho đến cho sâu thì lòng quá, còn con thương đôi phần quá.
Gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Xin chúc cho các bệnh nhân 100% bình phục hết và nhanh chóng về với gia đình, với cuộc sống mà mọi người đã bỏ dở dang trong thời gian vừa qua. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe.